Rồi quý vị ơi, hôm nay là tiếp tục giao lưu với quý vị vài cây nha quý vị. Cái này là cũng còn vài ba cây lại thôi chứ không có nhiều nha quý vị. Đây là cây chăn đỏ nha, nè tỷ lệ chai trà xanh nha. Rồi cây chăn đỏ này có giá là 350k nha quý vị. Cây này bán không có chậu nha, nhưng mà cái chậu này tặng luôn nha, nếu mà có bể là không có đền nha quý vị. Tôi có nào tôi nói trước hết trơn á nha. Rồi trên quay xuống nè, đó bên này quay hơi bắt đầu hơi tối một tí hơn hôm qua nha. Hôm qua thì quay buổi sáng 7 giờ 6 mấy nha, bây giờ quay 6 giờ mấy chiều, tí xíu nữa là tối hù luôn rồi. Rồi một cây chăn đỏ này hôm gà tôi không có bón miếng phân nào hết nha quý vị. Rồi về quý vị bón phân lại. Đây hôm gà nó bị nước mặn nha quý vị. Rồi cây này bán 350 là bán vốn nha quý vị, tính tiền công đóng riết là lỗ luôn nha, mà thôi kệ còn có mấy cây thôi không có tính toán gì chứ. Trước đây là bán cây này phải 450.000 nha quý vị. Cây này nằm chậu lâu lắm rồi nha, à giờ rút cái chậu lên nó như cái bánh bò vậy nha quý vị, ăn đặt chậu luôn nha. Rồi 350k còn quay mặt sau luôn nha, nè nó phục vụ tới nơi tới chốn luôn, mặt trước mặt sau mặt hậu vô quay gái chọi luôn nha. Rồi 350k xuống bi ơi, 860. Rồi xuống đi, cái cây này hổng mà con bán trong kia 300.